Rồi, xin chào các bạn nha. Trên hình ảnh của bạn là anh Điệp xe cuốc ha. À, người ta nói là không có tiền cặp đất mang nha các bạn, không có nghề cặp đất mang, mà bây giờ mình thấy là cái nghề cặp đất ăn này nó quá đã rồi các bạn ơi. Đó, anh này anh cặp đất nè, nó dễ với tiền lắm nha các bạn, mua xe cuốc rồi mua cái chẹt tiền lắm luôn nha. Đó, bây giờ mình các bạn đâu coi cái cảnh là đào hố, đào cái hố này để mình làm cái hố đổ gác các bạn, đổ gác á. Đó. Đó, mình coi anh này anh đào trong bao lâu nha. Cái hố này mình đào khoảng 2-3 mét gì đó. Nghe 2-3 mét gì đó. À, anh Điệp xe cuốc nha, đây là anh Điệp xe cuốc. Cái xe này thì xe cuốc này thì nó có như 0,5 hay là 1,5 gì quên rồi ta, 1,5. Anh này anh làm rất là gọn các bạn. Gì khó vậy? Mày dưới cây hả? Dưới gì? Gì khó vậy anh Điệp? Lấy sứa không? Dạ. Lấy sứa. Sao nó ra khó vậy vậy? Nghẹt cái ấy, cái bồ. Nghẹt que ra khó vậy? Hút máy gào hư xe. Cái nghề cặp đất ăn bây giờ rất là có tiền luôn nha các bạn. Đó, ông bà ta xưa nói không có tiền cặp đất mang đó, không hay là không có nghề cặp đất mang. Bây giờ mà thấy nghề cặp đất ăn rất là được lương nha. Đó, anh này anh tối ngày đi cặp đất luôn mà, thấy không? Đó. Nhưng mà rất là khá nha. Đây, nó đã luôn. Đó, làm tính giờ nha các bạn. Anh Điệp làm tính giờ nha. Đó, anh làm việc không sể luôn á. Anh làm việc không sể luôn. Anh làm rất là được. Anh rất là được tính và rất là có tâm. Đó. Nên được bà con, cô bác người ta yêu mến. Và ba mình cũng rất là tín nhiệm ảnh, kêu ảnh làm giường cho đào này nọ. Ngoài ra anh Điệp cũng rất là vô tính nha các bạn, thấy gì với anh xàm vậy lắm. Chị ảnh nó chơi vậy lắm. Thank you.
khói này hả? Nó bị xịt khói nữa các bạn ơi, nó bị nghẹt boe gì đó. Nó bị dính lá cây nghẹt boe xịt khói. Nhạc hai bên biển đi. Nhưng vẫn còn phèn các bạn. Cái hố này anh làm được 7 phút luôn nha các bạn. 7 phút rồi. À, trời trời trời, dính tàu cao, dính tàu cao. Dính tàu cao Lê ơi. Lê ơi. Dính tàu cao cho ảnh kìa. Dính cái bánh xích kìa. Là anh đầm xuống các bạn. Đó, anh làm xong rồi nó không qua đầm xuống. Đó, nó nghẹt vô cái lỗ đó. Nó nghẹt vô lỗ đó, lỗ của đó xịt khói đó. Cái cây cà na vẫn còn nguyên nha các bạn. À, cái cà na nó giờ né vẫn còn nguyên đó. Rồi, rồi cái nhóc đầu lên luôn. Ghê cho các bạn. Quá dữ rồi. Quá dữ rồi. Các bạn đang xem cái kỹ thuật lên bò siêu cút anh đẹp kìa, quá dữ rồi. Quá dữ rồi anh đẹp, quá hay đẹp ơi. Đó, bờ vẫn còn nguyên các bạn thấy không? Quá hay. Rất là trình độ luôn nghe các bạn. Quá dữ. À, đó qua đường này, cái đường này nó hố bình lớn rồi nè. À, mà lên leo cái dốc này là rất là gọn gàng luôn đó. Quá kỳ thực. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Các bạn vừa xem cái cảnh là anh đẹp xe cuốc, ảnh cuốc một cái lỗ và có một pha vượt vượt cạn rất là hay. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại. À. Đây là điệp xe cút nha các bạn. Rồi, xin chào anh.